Đây là một cuộc phỏng vấn nhân tài cho một công ty tài chính hàng đầu, nhưng thanh niên da đen này lại bước vào với chiếc áo sơ mi nhếch nhác và khuôn mặt đầy sơn. Điều này khiến người đã giới thiệu anh đến phỏng vấn đơ ngay tại chỗ. Bộ dạng này đúng là không khác gì đang vả bôm bốp vào mặt ông ấy, nhưng anh ta lại vô cùng bình tĩnh mỉm cười và bắt tay với mọi người. Mặt ông sếp có vẻ không vui, đúng rồi, vui thế éo nào được nữa. Người đàn ông thẳng thắn nói rằng, mình rất muốn bịa lý do tại sao lại ăn mặc thế này đến phỏng vấn. Thật ra anh ta bị giữ lại vì không trả tiền đậu xe, trong khi mặt ông sếp vẫn sưng như cái bị rách, thì người phỏng vấn lại vô cùng thích thú, thậm chí còn được biết người đàn ông da đen này chỉ có bằng trung học. Đến đây thì sự khinh thường của những người ở đây đã lộ ra. Thấy vậy, anh da đen cũng éo thèm ke, vẫn tự thao thao bất tuyệt tự tin, nói rằng bản thân tuy không phải người tài giỏi, nhưng sẽ không chịu thua bất kỳ ai. Nếu người phỏng vấn hỏi anh ta về những vấn đề anh không biết, thì anh da đen cũng tự nhận luôn, nhưng chắc chắn nếu biết câu trả lời, thì người phỏng vấn sẽ nhận được câu trả lời tốt và hoàn hảo nhất. Câu nói này cuối cùng đã khơi dậy sự hứng thú của ông sếp, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, hỏi anh da đen rằng, nếu có một chàng trai thậm chí không mặc áo sơ mi, mà đến phỏng vấn thì sẽ như thế nào? Hơn nữa ông còn thuê anh ta nữa, thì anh da đen sẽ nghĩ như thế nào? Đối với câu hỏi này, nếu không nghĩ kỹ thì bản thân anh sẽ quay vào ô mất cửa. Nhưng bất ngờ chưa ba ông già, anh da đen liền trả lời rằng, chắc hẳn anh ấy đã mặc một chiếc quần rất đẹp. Anh đã dùng sự tự ti để khéo léo giải quyết khủng hoảng này. Mặc dù đã thông qua buổi phỏng vấn, nhưng một vấn đề lớn hơn vẫn đang ở phía sau. Vì cho đến bây giờ, người đàn ông mới biết về kỳ thực tập dài 6 tháng này, không những phải làm việc không công, mà còn phải cạnh tranh với 19 học sinh đạt thành tích cao khác từ các trường danh tiếng. Nhưng cuối cùng công ty sẽ chỉ nhận người đầu tiên. Đây chính là canh bạc lớn của cuộc đời. Nếu thất bại, anh sẽ cùng con lang thang ngoài đường và rơi vào vực thẳm của sự nghèo khó mà cả đời cũng không thể vực dậy được. Nhưng bạn không thể ngờ được rằng người đàn ông này thực sự đã làm nên kỳ tích. Câu chuyện xảy ra vào năm 1981, khi cuộc khủng hoảng kinh tế bất ngờ bùng phát ở Mỹ, và một bên là những người vô gia cư, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Một người đàn ông với vẻ mặt ủ rũ đang ngồi trước TV. Anh tên là Chris, là một nhân viên bán thiết bị y tế. Trước cuộc khủng hoảng kinh tế, anh đã dùng tiền tiết kiệm cả đời để mua một lô máy quét mật độ xương xách tay và trở thành nhà cung cấp duy nhất ở New York. Cứ tưởng rằng nhờ đó bản thân có thể có được một cuộc sống hạnh phúc, nhưng thực tế lại giáng cho anh một bạt tai thật mạnh. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội để thảo luận với ngài về chiếc máy này. Tôi không cần cảm ơn. Hóa ra thiết bị này chỉ chính xác hơn chụp ảnh bằng tia X một chút, nhưng giá của nó thì lại đắt gấp đôi. Tính đến bây giờ, anh đã thất nghiệp được vài tháng rồi, không những không có tiền trả tiền nhà, mà con trai anh chỉ có thể đi học ở một nhà trẻ, mà đến cả từ hạnh phúc còn đánh sai. Để nuôi sống gia đình, người vợ phải tăng ca và làm hai công việc mỗi ngày. Tất cả những căng thẳng của cuộc sống đều biến thành sự hoài nghi đối với người chồng. Chris chỉ có thể âm thầm chịu đựng tất cả những điều này, nhưng anh không thể giấu được sự mệt mỏi và buồn bã trong ánh mắt, và những điều tồi tệ vẫn nối tiếp nhau ập đến. Một lần khi đi bán dụng cụ, do đỗ xe trái phép, nên con xe sắt thép của Chris cũng bị cảnh sát giao thông kéo đi. Điều này khiến gia đình vốn khó khăn của anh càng trở nên xa xút hơn. Chris đi trên đường trong sự bế tắc đã lâu lắm rồi, anh đã không có được nụ cười từ tận đáy lòng. Hôm đó, Chris đi ngang qua một tòa nhà văn phòng, anh thấy rằng mọi người ở đây đều tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Nhìn người đàn ông mặc vest bước xuống từ chiếc xe thể thao, anh không nhịn được mà chạy đến hỏi, không biết người đàn ông này làm gì và làm thế nào mà lại thành công đến như vậy. Người đàn ông nói rằng mình làm môi giới chứng khoán. Nghe đến đây, Chris vô cùng bất ngờ, vì nếu muốn làm môi giới chứng khoán thì anh cũng phải có đến bằng đại học thì mới có thể làm được. Nhưng người đàn ông này lại vô cùng vui vẻ nói rằng không cần bằng đại học cũng có thể làm được, chỉ cần tinh thông những con số và có nhiều mối quan hệ tốt thôi. Sau đó người đàn ông cũng rời đi. Lúc này, trong tim Chris, người vừa tròn 27 tuổi, đã có thêm một niềm khao khát thiêng liêng mới. Anh thầm thề với lòng rằng, anh cũng phải có được loại cảm giác hạnh phúc này. Vừa hay là thành tích môn toán ở trường trung học của anh cũng không tồi, lại thêm có nhiều năm kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng. Vì vậy, Chris quyết định đi tham gia phỏng vấn ở một công ty tài chính. Tuy nhiên, khi anh nói với vợ về quyết định của mình, điều anh nhận được không phải là sự ủng hộ, mà là sự chế giễu đến đau đớn. Vợ anh bắt đầu nhắc lại về toàn bộ khoản nợ, về nhà cửa và học phí của con trai. Cô cho rằng môi giới chứng khoán mà Chris nói chỉ là trò lừa đảo lùa gà của bọn đa cấp. Dù bị vợ đả kích bằng mọi cách, nhưng Chris vẫn không vì thế mà lùi bước. Ngày hôm sau, anh đến sở giao dịch chứng khoán để xin thực tập, nhưng anh không có bằng cấp cũng như kinh nghiệm, nên những bản lý lịch anh nộp chẳng khác gì đá chìm đáy biển vậy. Nhưng Chris không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Mỗi ngày, dù nắng hay mưa, anh cũng đợi dưới lầu. Và cuối cùng, sau một tháng, anh đã thành công gặp được giám đốc nhân sự. Anh vội vã chủ động chạy tới và bắt chuyện, nhưng giám đốc lại đang vội đến trụ sở chính để họp. Chris đã tự lừa dối mình và chúc anh ta đi đường thuận lợi. Cứ như vậy, anh đã thành công lên được xe cùng với giám đốc nhân sự. Trong xe, Chris không tiếc lời giới thiệu bản thân, nhưng giám đốc chỉ đang tập trung nghịch khối Rubik trên tay mình. Vào thời điểm đó, đây là một món đồ chơi mới. Anh giám đốc cảm thấy thứ này căn bản không thể lắp lại được nữa, nhưng Chris lại nói mình có thể, hơn nữa còn có thể lắp xong trước khi dừng xe nữa. Vừa nói, anh vừa lấy khối Rubik và bắt đầu xoay. Anh giám đốc không thể nhịn cười và nói rằng, cậu đừng lãng phí thời gian nữa, thứ này căn bản không phải là thứ
dành cho con người chơi. Ngay cả những giáo sư toán học hàng đầu cũng phải mất mấy ngày, nhưng sau đó anh ta đã bị tát thẳng vào mặt rồi. Chỉ thấy Chris vừa xoay vừa suy nghĩ, khi đi được nửa đường cuối cùng anh cũng lắp được mặt thứ nhất, rất nhanh chính là mặt thứ hai và mặt thứ ba. Trong sự ngỡ ngàng của giám đốc, Chris lắp ngày càng cẩn thận hơn và cũng càng căng thẳng hơn. Anh biết đó là cơ hội duy nhất trong đời để anh có thể nắm lấy. Rất nhanh đã đến điểm dừng. Khi khối Rubik được khôi phục lại như ban đầu, Chris cảm thấy có chút choáng váng và cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Anh giám đốc thậm chí còn sốc hơn, anh ta bắt đầu nhìn thẳng vào chàng trai trẻ trước mặt mình, ngay cả người lái xe cũng không thể nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Nhưng sau khi giám đốc đi khỏi, nhìn vào đồng hồ hiển thị 17 đô tròn trĩnh, anh giả vờ bình tĩnh và yêu cầu tài xế quay lại, sau đó mở ví tiền ra và xem vài tờ tiền trong đó. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh dứt khoát chọn cách nhảy khỏi xe và bỏ chạy vừa lớn tiếng xin lỗi, còn tài xế thì lại không ngừng đuổi theo phía sau anh và điên cuồng chửi rủa mẹ của đối phương. Ngay khi cửa tàu điện ngầm đóng lại vào giây cuối cùng, Chris đã lao vào trong, kết quả là dụng cụ lại bị kẹt ngoài cửa, và ông lão ở bên thấy vậy cũng chạy đến giúp đỡ, nhưng vẫn tốn công vô ích. Thế là chi phí sinh hoạt một tháng đã mất như vậy đó. Chris suy sụp và hét lên trong tàu điện ngầm. Chris gọi điện cho vợ và xin lỗi vì mình đã về trễ không kịp đón con. Trong lúc này, ngoài việc liên tục xin lỗi vợ mình thì anh không còn biết phải làm gì nữa. Nhưng ngay trong lúc này, do hoàn cảnh khốn khổ này, vợ anh đã không chịu được nữa. Cô nói với Chris mình đã thu dọn hết đồ đạc của mình và con trai, hai mẹ con sẽ rời khỏi đây. Chris nghe được thông báo này thì như sét đánh ngang tai, rồi nhanh chóng trở về nhà. Anh không hiểu tại sao bản thân đã làm việc chăm chỉ để làm tốt mọi thứ, nhưng hạnh phúc lại không bao giờ gõ cửa. Đợi đến khi Chris về nhà thì vợ anh đã dẫn theo con trai rời đi rồi. Anh chưa kịp đau buồn thì anh giám đốc đã gọi điện đến, thông báo 3 ngày nữa anh hãy đến công ty phỏng vấn. Một bên là cơ hội có thể thay đổi trạng thái cuộc sống, một bên là gia đình tan vỡ. Chris lập tức đã bị cuộc sống đánh cho đến mức không biết phải làm gì. Ngôi nhà trống rỗng khiến anh cảm thấy bản thân đang bị thế giới bỏ rơi. Sáng sớm hôm sau, Chris liền chặn vợ trên đường đi làm và cầu xin cô cho anh thêm một chút thời gian nữa. Nhưng người vợ không muốn nghe anh nói gì cả. Chris chỉ đành lén đưa con trai về nhà. Nhưng lúc này, chủ nhà đến với một tối hậu thư. Chris năn nỉ chủ nhà cho thêm vài ngày nữa và đề nghị giúp ông Sơn miễn phí căn hộ. Chủ nhà cũng không đành lòng nhìn cảnh hai cha con phải lang thang ngoài đường nên đã đồng ý. Nhưng hết thăng trầm này đến thăng trầm khác, khi Chris đang bận quét sơn thì cảnh sát lại tìm đến cửa. Hóa ra là vì Chris có quá nhiều thứ phải nộp phạt nên anh đã bị đưa đến đồn cảnh sát và giữ ở đó một ngày. Nhưng 9 giờ sáng mai là giờ phỏng vấn của anh, nếu anh không đến kịp thì sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất có thể thay đổi cuộc đời mình. Hơn nữa cậu con trai thì vẫn đang ở nhà, nhưng dù Chris có cầu xin lòng thương xót bao nhiêu đi chăng nữa cũng đều vô ích. Thế là anh chỉ đành gọi điện năn nỉ vợ chăm con một ngày. Đêm đó Chris đã phải chịu đựng đau đớn về thể chất và tinh thần, và không dễ dàng gì anh mới được thả ra vào lúc bình minh. Lúc này thời gian cách buổi phỏng vấn chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa, do đó anh còn chưa kịp thay quần áo đã chạy một mạch về hướng công ty. Anh mặc áo xanh trên mặt đầy sơn, vừa vào cửa đã lịch sự bắt tay với các giám khảo cuộc phỏng vấn, cũng là cảnh xuất hiện ở đoạn mở đầu video. Chris khó khăn lắm mới lọt được vào danh sách thực tập, lại do dự 6 tháng không có lương anh nên lấy gì nuôi gia đình đây. Nhưng nếu từ chối cơ hội này, bán hết 6 bộ máy móc còn lại chỉ miễn cưỡng trang trải cuộc sống, cuộc đời anh lại rơi vào trong mơ hồ. Ngày hôm sau, Chris cũng không có tâm tư đi làm, vì thế anh dẫn con trai đến sân thượng chơi bóng rổ. Hai người đã rất lâu chưa từng vui vẻ như vậy. Con trai phấn khích nói rằng tương lai muốn làm cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Chris lập tức nói ra, điều này hơi khó, cái được gọi là cha nào con nấy, mà kỹ thuật bóng rổ của con cũng kém như của bố vậy, sao có thể vào được NBA chứ? Con trai nghe xong thì vô cùng thất vọng, cậu bé tức giận ném bóng rổ sang một bên. Khoảnh khắc này, Chris đột nhiên nhận ra mình nói sai rồi. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh nghiêm túc nói với con trai, hey, đừng để người khác nói con không thể thành công, cho dù là bố cũng không được, biết chưa? Nếu con có ước mơ thì phải bảo vệ, bởi vì chỉ có kẻ vô tích sự mới nói với con. Lời nói này không chỉ nói cho con trai nghe, cũng nói cho chính anh nghe. Trước mắt anh muốn thoát khỏi cảnh khốn khổ, công việc này là cơ hội duy nhất giúp anh trở mình bây giờ. Nếu đã không thuê nổi chung cư, anh dẫn con trai dọn vào trong nhà trọ xe hơi rẻ nhất. Anh nghĩ mọi cách khắc phục khó khăn. Thứ hai ngày hôm đó, Chris đến công ty đúng giờ. Quản lý nhấn mạnh 3 lần sau 6 tháng thực tập kết thúc, công ty chỉ tuyển người có thành tích và ghi nhận hiệu suất cao nhất. Những ngày tháng tiếp theo, Chris thật sự cố gắng hết sức. Mỗi ngày đều là người đầu tiên đến công ty. Người khác làm việc 9 tiếng, anh phải hoàn thành công việc trong 6 tiếng. Bởi vì anh phải tan làm trước 3 tiếng để đón con trai tan học, sau đó đi tàu điện ngầm và xe buýt, phải đi nửa thành phố mới trở về nhà. Để tiết kiệm thời gian nhất có thể, lúc đi làm anh không uống nước, như vậy thì có thể không cần đi vệ sinh, điện thoại cũng không bao giờ rời khỏi tai, ấn nút tắt thì trực tiếp gọi cho khách hàng tiếp theo. Như vậy cả ngày có thể tiết kiệm 8 phút. Trong thời gian này anh còn đối phó với nhiều công việc vặt của quản lý, không phải mua cà phê thì là giúp đối phương lấy hàng. Dường như anh chưa từng chậm rãi đi trên đường, đến đâu cũng là chạy bước nhỏ, nhưng sự cố gắng này đều là vô ích. 2 tháng đã trôi qua,
Chris vẫn chưa có một khách hàng nào. Anh nhận ra cách làm của mình xảy ra vấn đề, vì thế anh đặt mục tiêu vào những người giàu có nhiều tiền nhất và cũng là người khó thuyết phục nhất, bởi vì các đồng nghiệp sẽ tự động lờ đi họ. Người giàu có tên là Walter, là chủ tịch của quỹ lớn nhất thành phố Wall. Chris căng thẳng kết nối cuộc gọi, không ngờ Walter lại có cuộc hẹn, lập tức hủy cuộc gọi. Anh ta tâm trạng không tốt bảo Chris gặp anh ta trong vòng 20 phút. Chris không hề do dự bỏ điện thoại xuống và xông ra ngoài. Kết quả anh chưa ra khỏi cửa lại bị quản lý gọi giúp đỗ xe. Chris không thể từ chối, chỉ có thể vội lái xe dừng ở bên vệ đường, sau đó chạy cấp tốc nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chris vô cùng thất vọng, càng tệ hơn là xe của quản lý bị dán giấy phạt. Anh đành tự nhận mình xui xẻo và nộp phạt, nhưng Chris không oán trách mà suy nghĩ lại hành vi đến muộn của mình. Đợi đến cuối tuần dẫn theo con trai tới nhà khách hàng và xin lỗi. Thái độ thành khẩn của Chris khiến Walter cảm thấy kinh ngạc, anh ta chưa từng thấy có ai vì đến muộn mà đặc biệt tìm tới tận nhà. Walter cảm thấy Chris rất thú vị, vì thế bèn mời hai bố con họ đi xem trận thi đấu bóng. Chris vui vẻ đồng ý, để Walter yên tâm giao nghiệp vụ tài chính cho mình. Anh cố gắng giả vờ mình cũng là người có tiền, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Walter từ chối hợp tác với anh, có điều mượn thời cơ cùng Walter đi xem trận thi đấu bóng. Chris đã quen được rất nhiều người có tiền ở sân đấu bóng. Đây cũng là tài nguyên và mối quan hệ mà công ty không thể cho được. Cùng lúc đó nghiệp vụ của Chris đang dần phát đạt, lại lần lượt bán hết các máy móc còn lại kiếm được $600. Hạnh phúc dường như đã nhớ đến anh, ít nhất không phải lo lắng thức ăn và tiền thuê nhà của mấy tháng tới. Đúng lúc anh cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ông trời lại cho anh một đòn chí mạng. Bởi vì không nộp thuế trong một thời gian, số tiền mà Chris khổ sở kiếm được dường như đều bị ngân hàng trích ra nộp thuế. Anh lại phá sản lần nữa. Lúc chủ nhà giục nộp tiền nhà, Chris cũng chỉ có thể nói trước một cách mơ hồ: hôm nay anh dẫn con đến công viên để thư giãn. Lại bất ngờ nhìn thấy một người ăn mày cầm máy quét, đây chính là cái máy mà anh làm mất ở tàu điện ngầm lần đó. Anh vội giật lấy thiết bị, lúc anh tìm tới người mua thì phát hiện máy móc đã bị hỏng. Chris thất vọng trở về nhà, lại nhìn thấy hành lý của mình bị chủ nhà vứt ở ngoài cửa, con trai vẫn nằm trên đất đòi vào nhà ngủ. Lúc này Chris hoàn toàn suy sụp rồi, anh không biết mình nên đi đâu về đâu. Anh bị dồn vào đường cùng đành phải dẫn con trai đến ga tàu điện ngầm. Nhìn con trai chịu khổ cùng mình, lòng anh đau như dao cắt. Để con trai vui vẻ, anh nói dối rằng máy móc trên tay là một cỗ máy thời gian, chỉ cần ấn nút khởi động thì có thể tới thời kỳ khủng long. Cứ như vậy, trong lúc chơi trốn tìm khủng long, Chris dẫn con trai vào nhà vệ sinh công cộng, sau đó khóa cửa lại, giải đầy giấy vệ sinh ở trên mặt đất. Con trai vẫn hồn nhiên cho rằng đang chơi trò chơi, lặng lẽ ngủ say trong lòng bố. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa thúc giục. Chris vội bịt chặt tai của con trai lại và dùng chân ấn chặt cửa. Anh cố gắng bảo vệ sự hồn nhiên của con trai, cũng bảo vệ một chút tôn nghiêm cuối cùng của người cha thời khắc này, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức không khóc ra tiếng. Cuộc sống thực sự quá khó khăn. Từ đó về sau, Chris liền biến thành một cái móc treo quần áo di động, treo tất cả đồ đạc trong nhà lên người rồi đi làm. Anh vô cùng lúng túng trong đám đông sáng sủa. Đợi sau khi tan làm, anh lập tức dẫn con trai tới hầm trú ẩn để xếp hàng. Những người ăn xin xếp hàng dài ở đây. Đợi lúc xếp đến Chris, vừa hay chỉ còn lại chiếc giường cuối cùng. Hai người còn chưa kịp vui mừng, một người ăn xin đột nhiên chen vào trước hàng họ. Chris lập tức tranh luận với đối phương rồi đánh nhau. Nhân viên quản lý thấy vậy bảo hai người họ ra ngoài. Người bố này cuối cùng cũng sụp đổ rồi. Là tôi đến trước, họ nói tôi phải đến đúng giờ. Là tôi đến đúng giờ và xếp hàng trong nhóm. Tôi tan làm và đón con trai. Tôi đến đây đúng giờ. May mắn là có người tốt bụng đứng ra làm chứng cho anh. Hai bố con tối nay mới có chỗ ở. Sau khi dỗ con trai ngủ, Chris sửa máy quét ở hành lang. Lúc trời vừa sáng, anh mượn ánh sáng ở ngoài cửa sổ học về tài chính. Đúng thế, cuộc sống không những không để anh ấy từ bỏ hy vọng, ngược lại khiến anh can đảm hơn. Ban ngày anh cố gắng tiếp khách hàng, sau khi tan làm lại dẫn con trai chạy đến xe buýt dành giường. Ngay cả đồ chơi mà con trai thích nhất bị rơi cũng không có thời gian nhặt. Đôi lúc họ may mắn có thể giành được một vị trí, đôi lúc hai bố con vẫn phải ngủ trong nhà vệ sinh công cộng. Nhưng con trai chưa từng trách anh, mà sờ vào cằm bố và nói một cách nghiêm túc: bố là một ông bố tốt. Có lẽ chính câu nói này khiến Chris sống lại trong bóng tối không chút hy vọng nào. Nhanh chóng đến ngày thi viết, Chris vừa làm xong đề thi thì nộp bài. Bởi vì phải đón con trai nên anh không có thời gian kiểm tra. Chris vừa ra khỏi công ty thì gặp sếp hỏi vay anh $5, bởi vì ông ta gọi xe quên mang theo ví tiền. Chris đành mở ví ra và cầm những tờ tiền nhàu nát bên trong. Sau khi do dự, anh vẫn nghiến răng đưa $5 mệnh giá lớn nhất trong ví cho ông chủ. Đây vốn là tiền cơm của hai bố con tối nay, bây giờ thiếu một nửa. Buổi tối Chris chỉ có thể nhìn con trai ăn. Anh thực sự hết cách, quyết định bán máu, đổi lấy tia hy vọng cuối cùng bằng cái giá của cơ thể. Cuối cùng đổi lấy $24, sau đó lại tiêu $8 để mua bóng đèn nhỏ để sửa máy. Đây là hy vọng cuối cùng của anh rồi. Buổi tối Chris cuối cùng cũng sửa xong máy móc. Lúc anh ấn nút khởi động thì bóng đèn sáng rực, dường như đã xua đuổi mọi bóng tối. Ngày hôm sau, Chris thuận lợi bán được máy móc với giá $250. Họ cuối cùng cũng không cần xếp hàng.
hàng ở nơi trú ẩn nữa, mà sống trong phòng trọ. Đêm nay hai bố con giúp vào nhau, tất cả những ồn ào và khó khăn dường như đã rời xa họ. Những ngày tiếp theo, Chris đàm phán với tất cả các khách hàng mà anh quen biết ở sân bóng. Anh làm hết sức mình đã làm thì phải làm tốt nhất, nhưng anh vẫn không chắc chắn việc đi làm chính thức này. Rất nhanh đến ngày cuối cùng trong kỳ thực tập, lúc này quản lý đột nhiên gọi anh vào văn phòng làm việc. Chris lập tức hoảng hốt, anh khoác vội bộ vest và chờ đợi thông điệp cuối cùng. Không ngờ lần này sếp lớn lại chủ động bắt tay anh, còn khen áo sơ mi của Chris rất đẹp và hy vọng ngày mai anh tiếp tục mặc nó, bởi vì ngày mai là ngày đầu tiên của cậu. Nếu cậu muốn làm người môi giới ở đây, cậu đồng ý chứ Chris? Vâng, thưa ngài, vậy thì, chào đón cậu, không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài nhỉ. Chris luôn dẻo miệng lần đầu tiên không nói nên lời. Ngay lúc Chris chuẩn bị rời đi thì ông chủ gọi anh lại. Hóa ra ông ấy trả lại $5 đã vay anh lúc trước. Chris đi trong đám đông cũng không kìm nén nổi xúc động trong lòng. Anh bật khóc và đưa hai tay lên đầu, sau đó dùng lực vỗ tay cổ vũ chính mình. Thời khắc này, hạnh phúc cuối cùng cũng gõ cửa nhà anh rồi. Nhưng sẽ thích hợp hơn nếu nói là Chris luôn cố gắng gõ cửa hạnh phúc. Nhiều năm sau, Chris thành lập công ty đầu tư của riêng mình như ước nguyện. Anh không phải chạy ngang dọc vất vả như trước nữa, mà dắt con trai đi dạo thong thả. Anh ấy chính là Chris Gat, nguyên mẫu thực sự của câu chuyện này. Bây giờ anh ấy đã là một nhà đầu tư cao cấp trị giá hơn $100 triệu. Anh dùng nghị lực của mình để chứng minh cho mọi người thấy thực sự có thể thay đổi cuộc đời. Có một trái tim bất khuất, có lẽ chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể lựa chọn thay đổi tương lai của mình. Cho dù sinh ra từ tuyệt vọng, cũng có thể sống trong hy vọng. Hãy lấy đó làm động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống này nhé. Được rồi, video hôm nay đến đây thôi. Đừng quên để lại một like và một subscribe đón chờ tập phim vô cùng hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.